Thưa quý vị, ngày 16 tháng 6 năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình lần thứ tư với chủ đề Giải pháp phát triển nhà yến trên địa bàn tỉnh Long An. Trong phần 1 được phát sóng tường thuật là phần trao đổi, làm rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với việc phát triển nhà yến. Trong phần 2 hôm nay sẽ là những nội dung trao đổi, giải trình về những giải pháp phát triển bền vững việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Kính thưa các đại biểu, trong cái phần đầu, tôi thấy chúng ta cho phần đại biểu hội đồng dân đọc câu hỏi cũng như là phần giải trình của các sở liên quan của ủy ban dân huyện Hạnh Hóa, thì nhìn chung chúng ta đạt được yêu cầu theo cái tinh thần của phiên giải trình, đặc biệt là có hai ý kiến của đại diện cử tri. Tôi thấy là những vấn đề đặt ra rất là rõ về cái hiện trạng, thực trạng của nó, rồi cũng thể hiện rõ quan điểm của mình trong vấn đề thực hiện nghị quyết hội đồng dân nó liên quan đến cái ngành nuôi chim yến. Thì chúng ta cũng khẳng định là một điều là cái ngành nuôi chim yến là cần thiết, chúng ta phải có những giải pháp để chúng ta phát triển, nhưng mà trong điều kiện là phát triển phải bền vững, đảm bảo cái việc là cái người nuôi chim yến là được tạo điều kiện để phát triển, còn những cái người xung quanh cũng phải thực hiện làm sao mà đảm bảo được những cái an toàn về vệ sinh dịch bệnh. Thứ hai nữa là những cái ô nhiễm mà do những cái việc đã nuôi chim yến mà nó tạo ra, nó không tác động tới những người dân xung quanh. Để cho chúng ta có cái nhìn rõ hơn về cái này cũng như là đi đến một cái thống nhất về cái giải pháp để chúng ta thực hiện trong thời gian tới, thì cái phần tiếp theo là cái phần chúng ta bàn về cái giải pháp để làm sao để phát triển cái ngành nuôi chim bền vững. Thì theo cái nội dung thì tôi xin mời đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phúc, ủy viên thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban kinh tế ngân sách đặt vấn đề trao đổi với giám đốc sở nội vụ phát triển nông thôn. Xin mời. Kính thưa chủ trì phiên giải trình, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ông giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thì vừa qua thì năm 2020 thì Hội đồng dân tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết số 12 ngày 9 tháng 7 năm 2020 về khu vực nội thành ở thị xã, ở thành phố cũng như là thị trấn, về cái khu vực được phép chăn nuôi cũng như là cái vùng nuôi chim yến. Thì đề nghị ông giám đốc sở cho biết là thời gian qua thì ngành mình đã triển khai thực hiện đạt được cái kết quả gì, cũng như là qua cái quá trình chúng ta triển khai thực hiện thì chúng ta vướng phải những cái khó khăn, những cái vướng mắc và cái nguyên nhân là do đâu. Cái thứ hai nữa là như chủ trì cũng có nêu là cái giải pháp trong cái thời gian tới để mà sở tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh để làm sao mà phát triển cái ngành nghề nuôi chim yến được đúng theo cái quy hoạch, cũng như là đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường xuất khẩu trong cái thời gian tới. Thì tôi xin hết câu hỏi. Xin mời trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kính thưa chủ tọa ở phiên giải trình, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, thì qua câu hỏi của bà thì tôi xin trả lời như sau. Ý thứ nhất thì ngày 9 tháng 7 năm 2020 thì Hội đồng dân tỉnh có ban hành nghị quyết số 12. Thì qua 2 năm triển khai thực hiện thì ngành đã tham mưu như thế nào thì báo cáo với quý đại biểu. Thì sau khi Hội đồng dân tỉnh ban hành cái nghị quyết số 12, ngành cũng đã tham mưu cho ủy ban tỉnh đã ban hành cái quyết định là số 454 ngày 21 tháng 12 năm 2020. Rồi tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh cùng với các sở ngành rồi có cái hướng dẫn là liên ngành, rồi là để triển khai thực hiện. Rồi là sở thì cũng đã có ban hành nhiều cái văn bản để là hướng dẫn triển khai thực hiện cái quyết định 54. Rồi về công tác tuyên truyền phối hợp thì ngành cũng đã cùng với các cái địa phương phát ra trên 30.000 cái tờ bướm, tờ rơi để rồi tuyên truyền cho bà con nông dân, cũng như là tổ chức có 10 cái cuộc hội nghị với khoảng là 400 cái bà con nông dân là tham gia để là làm công tác tuyên truyền này để bà con chúng ta hiểu biết.
rồi cũng như thông qua các cái kênh là báo đài Long An Phát thanh, truyền hình Long An, báo của địa phương cũng như là tỉnh, cũng như là trên cái trang website của Sở Nông nghiệp để là thông tin cho bà con nông dân chúng ta nắm và biết về vấn đề cái tình hình, cái chủ trương của tỉnh về vấn đề cái phát triển cái nhà yến ở trên địa bàn. Về cái công tác kiểm tra giám sát thì vừa qua thu phối hợp với các địa phương kiểm tra giám sát về vấn đề cái xây dựng cái nhà yến, cũng như là qua cái việc là phản ảnh của bà con là đối với một số nơi, để rồi là trả lời cho bà con dân chúng ta cũng như là nhắc nhở các cái cơ sở. Thì báo cáo với chủ trì hội nghị thì như cái phần ban đầu nãy thì nói là bây giờ mình cũng có kiểm tra đó, là nhưng mà cái xử lý thì nó cũng hơi khó, tức là về vấn đề cái âm thanh dẫn dụ, ở nhất là bây giờ là các cái cơ sở mà cây nuôi nằm trong nội thành đô thị, ví dụ như phát cái âm thanh dẫn dụ lớn nhưng mà lúc mình kiểm tra thì họ bắt đầu họ tắt đó, rất là khó trong vấn đề cái xử lý đó. Hay là bây giờ cũng có một số nơi thì là chúng ta mình đã có cái phát sóng âm nhưng mà một số nơi thì vẫn còn phát cái loa lớn, rồi là không đúng cái thời gian theo quy định, nhưng mà mình là công tác tuyên truyền của mình, nhưng mà một số nơi thì một số hộ thì làm tốt, một số hộ thì làm tốt nhưng mà tới khi mình đi kiểm tra thì họ bắt đầu họ ngưng rồi mình không phát hiện được. Về cái khó khăn vướng mắt thì cũng một qua thời gian vừa qua tôi thấy có một số cái khó khăn là vướng mắt, như là mặc dù như nói là công tác là tuyên truyền là vận động thì cũng được thực hiện là thường xuyên, tuy nhiên là việc chấp hành của bà con thì một số nơi thì coi như là cũng chưa được là cao, tức là một số cái trường hợp như là nhà yến là không thuộc cái vùng nuôi hay là đã hoạt động trước đây, tức là rồi nhưng mà sau khi mà có cái nghị quyết 12 thì cơi nới ra thêm, hay là sử dụng cái lo là phát âm là coi như là ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, rồi là xây dựng nhà hay là chuyển đổi công năng, rồi bắt đầu là chuyển đổi cái công năng để rồi nuôi yến, thì đó là những một số cái khó khăn là như thế. Thứ hai nữa là cái thực trạng thì nuôi chim yến xen kẽ với cái khu vực dân cư, thì cái này thì tỷ lệ cũng còn cao, nhưng mà chúng ta là cũng khó khăn là trong việc là kiểm soát rồi dịch bệnh hay là tiếng ồn hay là cái công tác xử phạt thì nó cũng còn là khó khăn. Một vấn đề nữa là chưa có cái các cái tiêu chuẩn là quy chuẩn là kỹ thuật về vấn đề cái xây dựng và vận hành nhà yến, nên là việc là phát triển như là hiệu quả và trong cái đầu tư là nuôi yến thì chưa phát huy hết là cái là tiềm năng là sẵn có, tức là mình cũng chưa có cái quy chuẩn là kỹ thuật nào nó cụ thể. Còn một vấn đề nữa thì về cái công tác quy hoạch, thì mặc dù trong cái nghị quyết 12 thì mình có quy định cái vùng nuôi chim yến, vùng không được nuôi này kia, nhưng mà trong cái quy hoạch của mình thì nó cũng chưa có, các cái địa phương thì cũng chưa có cái tiểu vùng xác định rõ cái tiểu vùng để là chăn nuôi như thế này. Chính như vậy mà vấn đề là khó khăn cho các cái địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Thì cái nguyên nhân thì có một số cái nguyên nhân, đó là cái công tác tuyên truyền và phổ biến hướng dẫn cũng như là niêm yết công khai là không được phép được nuôi chim yến và dùng nuôi chim yến ở một số địa phương thì chúng ta là chưa thực hiện là tốt, tức là mặc dù có như thế nhưng mà một số địa phương thì cũng chưa có mình công khai ra ngoài để cho người dân là hiểu biết, rồi thì còn chưa được này. Thứ hai nữa là cái công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng cũng như là chính quyền địa phương đó, thì chưa thực hiện là nghiêm cái này. Vừa qua thì mặc dù có kiểm tra như thế nhưng mà về vấn đề xử phạt thì cũng chưa có cái địa phương nào mà có cái xử phạt cụ thể về số tiền cũng như hay là như thế nào cũng chưa có cái này. Rồi một vấn đề khó nữa là đó là các cái cơ quan trung ương thì chưa có ban hành các cái quy chuẩn kỹ thuật là thống nhất chung và tiêu chuẩn là kỹ thuật hay là tiêu chuẩn của Việt Nam về xây dựng rồi hay là bảo vệ môi trường hay là cái quy trình kỹ thuật là nuôi yến này kia thì chưa có. Gần đây thì mới có cái nghị định thư về vấn đề cái mà phát triển nuôi yến để rồi xuất khẩu vào Trung Quốc thì mới có sau này thôi, còn trước đây thì báo cáo thì chưa.
thì việc phát triển ngành yến thì nó mang lại hiệu quả kinh tế cho một bộ phận người dân, thì để đảm bảo cho việc phát triển thì ý thứ hai của vấn đề này thì để mà phát triển cái nghề yến đảm bảo theo phát triển bền vững và đúng quy hoạch, thì cũng như đáp ứng được cái nhu cầu thị trường xuất khẩu của các nước là nhập khẩu, thì trong thời gian tới thì ngành sẽ cùng với các cái ngành sẽ tham mưu cho ủy ban tỉnh để có những cái giải pháp để phát triển một cách nó bền vững hơn. Đó là trước tiên thì là xây dựng và triển khai các cái văn bản và quy phạm pháp luật về vấn đề là nuôi chim yến, cũng như là cùng với là coi như là hỏi bộ để rồi là để làm sao được chúng ta ban hành được những cái quy chuẩn về Việt Nam về vấn đề của trung ương về của, hay là của tỉnh chung để chúng ta có cơ sở pháp lý để vững hơn, hay là định hướng cho các cái địa phương cùng với các cái địa phương để chúng ta quy hoạch được các cái tiểu vùng, như nói nãy mình cũng chưa có các cái tiểu vùng để rồi mình phát triển ở các cái địa bàn nào cho nó phù hợp trong cái điều kiện cái quy hoạch tích hợp là hiện nay, đặc biệt là ở cái huyện, các cái huyện là khu vực Đồng Tháp 10 gắn với các cái cơ sở là chế biến cũng như là bảo quản để làm sao chúng ta trở thành một cái chuỗi như vậy thì nó sẽ đảm bảo hơn. Đẩy mạnh cái công tác là tuyên truyền giám sát chặt chẽ về cái tình hình là nuôi chim yến ở trên địa bàn đó. Theo đúng như tinh thần là coi như là nghị quyết 12 hay là cái quyết định 54 của ban tỉnh, thì cũng như chỗ anh chủ tịch ủy ban dân thành quá nãy có nêu thì chúng tôi sẽ cùng với cái các ngành sẽ rà soát lại về cái quyết định 54 của ủy ban cũng như là cái trong cái quyết định nghị quyết 12 của là hội đồng dân và cần có cái gì để là bổ sung điều chỉnh theo cho nó phù hợp trong cái tình hình thực tế trong cái việc phát triển yến trên địa bàn, nghĩa là hướng dẫn các cái tổ chức là cá nhân là trong việc phát triển ngành nghề nuôi yến rồi sản xuất theo cái chuỗi là thực phẩm rồi chế biến các cái sản phẩm từ yến mà theo quy định là truy xuất được cái nguồn gốc, như là mình để đảm bảo cho là cái nuôi yến là xuất khẩu sang cái thị trường Trung Quốc cũng như là các cái thị trường khác, rồi là chủ động và triển khai công tác là phòng chống dịch bệnh. Đó thì cũng báo cáo với quý vị đại biểu thì vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cục vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp đã có cái kiểm tra đó, về vấn đề cái cúm gia cầm và cái bệnh Newcastle ở trên cái đàn yến ở trên địa bàn tỉnh, thì vừa qua thì nói chung thì cũng chưa có cái phát hiện. Còn cụ thể thì chúng tôi sẽ có ý kiến đối với các cái cơ quan trung ương để ban hành các cái quy định về cái chính sách cũng như là tiêu chuẩn có liên quan đến về vấn đề cái tổ yến cũng như là những cái các cái chỉ tiêu về xét nghiệm rồi phương pháp như là cái quy trình về cái tiêu chuẩn áp dụng các cái sản phẩm của yến ở sang Trung Quốc, rồi là kiểm tra cấp giấy chứng nhận là kiểm dịch thú y cho tổ yến xuất khẩu sang Trung Quốc, rồi hướng dẫn là hỗ trợ các cái địa phương rà soát các quy hoạch vùng nuôi chim yến, rồi tiêu chí để phân loại là theo cái quy mô nhà yến và cấp mã số cho các cái nhà yến, thống nhất mẫu giấy, rồi giấy chứng nhận là kiểm dịch là thú y, rồi là tổ chức coi như là thực hiện cái kế hoạch giám sát dịch bệnh như tôi nói nãy là bệnh là coi như là gia cầm cũng như là bệnh Newcastle là trên đàn yến trên địa bàn, hay là về giám sát về cái các cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm theo cái quy định của Việt Nam cũng như là Trung Quốc đối với cái sản phẩm mà xuất khẩu qua Trung Quốc. Còn đối với các cái địa phương thì tổ chức xây dựng và trình là cấp cái có thẩm quyền là phê duyệt tổ chức và thực hiện cái quy trình là nuôi chim yến, rồi là đảm bảo là tuân thủ là nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về chăn nuôi phù hợp với cái tính chất và tình hình nuôi chim yến ở trên địa bàn. Thứ hai nữa là rà soát đánh giá và cấp mã
số cho các nhà nghỉ hiện có tại các cái địa phương, đảm bảo phù hợp với cái quy hoạch hiện hành, đáp ứng nhu cầu của các nước nhập khẩu, rồi lập danh sách các cơ sở rồi đáp ứng yêu cầu rồi gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để hỗ trợ hướng dẫn như là tổ chức đó là sản xuất cũng như là xuất khẩu, rồi xây dựng cái hệ thống quản lý thông tin là cái cơ sở dữ liệu nuôi chim yến. Thì đây là cái thì Bộ cũng mới vừa có cái văn bản sau này sẽ xây dựng cái hệ thống là cái quản lý là thông tin cơ sở dữ liệu nuôi chim yến ở trên địa bàn để chúng ta có thể là truy xuất được cái nguồn gốc, dù như biết được cái nhà yến đó là ở đâu, ở của ai, trên địa bàn nào thì nó sẽ dễ hơn. Rồi là tổ chức phòng và chống dịch bệnh là có cái hiệu quả trên gia cầm, rồi là trên đàn yến, rồi chủ động là tổ chức giám sát là lấy mẫu là xét nghiệm để chứng minh là không có dịch bệnh. Nhiều như nãy là một hộ của bác nhân ngại cũng có nêu là vấn đề cũng lo ngại về dịch bệnh, thì vừa qua thì chúng tôi cũng lấy mẫu đó, để rồi đem gửi đi xét nghiệm. Dạ, cái này thì báo với anh thì mình cũng lấy là thường xuyên để mình đảm bảo cái đàn mà yến ở trên địa bàn mình nó không có cái dịch bệnh. Rồi đồng thời là phối hợp với các cơ quan trung ương để tổ chức là lấy mẫu giám sát về dịch bệnh an toàn thực phẩm tại các cái cơ sở có nhu cầu là xuất khẩu yến. Không phải tổ chức là cái ngày yến không, mà các cái cơ sở bây giờ là sản xuất chế biến này kia là chúng ta cũng phải lấy mẫu để kiểm tra để xác định cái đó là không có. Rồi là xây dựng cái hệ thống và thông tin cơ sở dữ liệu về dịch bệnh an toàn thực phẩm ở địa phương. Thì như nói nãy thì vừa qua thì thực hiện cái công văn là của cục thú y, thì cục thú y phối hợp với sở nông nghiệp trong cái tháng 2 vừa qua thì đã xét nghiệm là 126 mẫu bệnh là như mà chúng ta nói chung là trên các cái địa bàn của 42 nhà yến thuộc 5 huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Mộc Hóa, Tân Thạnh và Thủ Thừa. Thì kiểm tra thì 126 mẫu này thì nói chung là đều âm tính, không có cái bệnh. Thì cũng báo cáo với hội nghị như thế. Thì đó là một số ý xin báo cáo. Xin cảm ơn. Cảm ơn phần trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Thì xung quanh vấn đề này mời đại biểu Nguyễn Thành Phúc xem có gì trao đổi thêm không. Nếu không có câu hỏi thì tiếp theo xin mời đại biểu Quỳnh Hữu Triệt, Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách đặt câu hỏi đối với Sở Tài nguyên Môi trường về cái giải pháp sắp tới. Kính thưa chủ tọa Phương Giới Trình, kính thưa quý đại biểu. Thì liên quan đến xây dựng nhà yến thì trên lĩnh vực đất đai đó, thì sở xây dựng thì có cái công văn là 2664 ngày 7 tháng 7 năm 2 hướng dẫn về cái việc cấp phép xây dựng cũng như là xử phạt vi phạm hành chính nhà yến. Thì trong công văn này thì chúng ta cũng có chỉ dẫn theo cái quy định tại phụ lục 01 của thông tư 27/2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường đó. Thì nhà yến được xây dựng trên đất nông nghiệp khác, nó cho phép như thế. Và nếu mà theo cái nghị quyết 12 của Hội đồng dân tỉnh đó, thì cái vùng mà nuôi chim yến của tỉnh Long An là cái vùng nằm ngoài cái vùng là cấm chăn nuôi của tỉnh. Nên anh nếu mình hiểu là cái vùng mà chăn nuôi được phép chăn nuôi của tỉnh rất là rộng. Tuy nhiên là thực tế hiện nay đó thì địa phương đang lúng túng là mình cũng chưa có xác định được là cái vùng nào phù hợp và cái loại đất nông nghiệp khác nào ở khu vực nào để mà mình cấp phép cho người dân. Hiện nay đang khó cái đó. Bởi mình nói hiện nay là cái thực trạng mà nằm trong khu dân cư tập trung thì nó đã ô nhiễm rồi, nó ảnh hưởng rồi, thì bây giờ người dân người ta muốn ra ngoài xin phép thì hiện nay đang khó. Thì qua cái khảo sát thực tế thì một số huyện hiện nay cũng đang rất là khó cái này. Thì đứng về lĩnh vực ngành thì Sở Tài nguyên Môi trường cho biết bây giờ mình sẽ tham mưu với ban tỉnh giải quyết cái vấn đề như thế nào
để đảm bảo tới đây người mình cấp phép cho người dân để người ta thực hiện đúng theo quy hoạch và phát triển bền vững như mình mong muốn. Mình xin cảm ơn Huyện Nông Sở Tài nguyên Môi trường. Cảm ơn đại biểu Quỳnh Quốc Việt. Vấn đề đặt ra đây rất là rõ. Ở địa phương thì người ta đang gặp cái khó là quy hoạch dùng núi Yến. Nhưng mà dùng núi Yến mà chúng ta quy hoạch như tôi đặt vấn đề từ ban đầu, cái đối tượng núi Yến chúng ta là cái doanh nghiệp hết đó. Hầu hết là hộ gia đình thôi. Thì cái việc quy hoạch đó là tính khả thi nó không cao. Lý do là có nhiều khi cái người núi Yến mà cái đất họ không nằm trong quy hoạch, còn cái người mà đất quy hoạch mà không có núi Yến thì nó như thế nào? Còn một vấn đề nữa, khi trao đổi lại một số hộ núi Yến thì cũng có vấn đề là bây giờ là những cái hộ mà ở trong khu dân cư mà chúng ta di dời ra ngoài, nói thì nó dễ nhưng mà sao di dời được? Tại chim Yến mà bỏ nhà đó thì nó không đi ra ngoài như giống như đồ vật chúng ta chở dài nhà này qua nhà khác, chim Yến thì nó không đi chỗ đó. Thì giải pháp có khả thi hay không? Này chỗ Sở Tài nguyên Môi trường ngoài câu hỏi của đại biểu Quỳnh Quốc Việt này, có trả lời thêm những ý này, xin mời. Kính thưa chủ trì hội nghị, kính thưa các đồng chí tham dự, kính thưa đại biểu Quỳnh Quốc Việt, về cái nội dung của đại biểu Quỳnh Quốc Việt đặt ra thì góc độ Sở Tài nguyên Môi trường thì chúng tôi có cái ý kiến trao đổi như sau. Thì theo quy định của pháp luật đất đai thì đất xây dựng công trình nuôi yến là cái đất nông nghiệp khác. Theo cái còn về cái chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất á, thì theo cái quyết định số 326 ngày 9 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia năm 2021 tới 2030 và tầm nhìn đến 2050, cái kế hoạch sử dụng đất quốc gia 2021 đến 2025, thì cái chỉ tiêu đất nông nghiệp khác, chỉ tiêu đất nông nghiệp đến năm 2030 của tỉnh Long An là 328.876 ha. Thì trong cái chỉ tiêu đất nông nghiệp này nó có bao gồm cái đất nông nghiệp khác. Và Thủ tướng thì cũng giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh là xác định trên cơ sở là cái chỉ tiêu của đất nông nghiệp á, thì tỉnh sẽ chủ động xác định là cái đất nông nghiệp khác là bao nhiêu. Thì Ủy ban tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được Ủy ban tỉnh Thường vụ thống nhất là xác định là ở tỉnh thì có là 12.756 hecta là đất nông nghiệp khác, và cái chỉ tiêu đất nông nghiệp khác này cũng đã được phân bổ cho các 15 huyện, thị xã, thành phố Tân An trên toàn tỉnh. Thì qua thống kê đến năm 2022 thì đất nông nghiệp khác trên toàn tỉnh đã đưa vào sử dụng là 898 hecta. Thì như vậy thì còn lại là 11.858 hecta là đất nông nghiệp khác, là đất nông nghiệp để có cái điều kiện để xây dựng các công trình cái nhà nuôi chim yến. Thì do đó để đảm bảo cái quy hoạch vùng nuôi chim yến, Sở Tài nguyên Môi trường cũng sẽ đề nghị là Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ chủ động làm việc với phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để xác định là cái vùng cái nuôi chim yến, quy hoạch nuôi chim yến, thì căn cứ trên cái cơ sở là cái chỉ tiêu cái đất nông nghiệp khác đã được phân bổ. Khi mà đã xác định được cái quy hoạch vùng nuôi chim yến thì khi các địa phương có, nếu mà có cái cần cái điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để cho các cá nhân tổ chức mà có nhu cầu xây dựng nhà yến sẽ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Thì khi này thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương để thực hiện cái việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đảm bảo đúng với quy định. Mới đây nhất thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ban hành cái quyết định phê duyệt cái quy hoạch tỉnh Long An. Thì tại cái quyết định 686 ngày 13 tháng 6 năm 2023, trong cái quy hoạch tỉnh thì nó có tích hợp cái quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Long An. Thì theo quy định thì sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt thì các địa phương có trách nhiệm là có rà soát cái quy hoạch sử dụng đất của huyện nó phù hợp quy hoạch tỉnh. Thì đây cũng là cái thời điểm để cho các huyện sẽ chủ động để rà soát về cái quy hoạch sử dụng đất đối với là đất nông nghiệp khác, để phối hợp với Sở Nông nghiệp thực hiện cái
quy hoạch vùng nuôi chim yến. Thì trên cơ sở đó thì có được cái vùng nuôi chim yến. Thì khi mà cái các hộ dân hay là các cá nhân hay các tổ chức có cái dự án đầu tư hoặc là có các công trình xây dựng thì cần để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thì nó sẽ phù hợp với cái quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời thì nếu có khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển mục đích thì sở cũng sẵn sàng để tiếp nhận và hướng dẫn hỗ trợ thực hiện cái thủ tục theo đúng quy định. Nhân xin cảm ơn, xin hết ạ. Chỗ này thì tôi thấy là chỗ trả lời của lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường chưa có đi sâu vô cái chỗ là có cần thiết phải là quy hoạch vùng nuôi chim yến tập trung hay không. Theo cách đại đặt của đại biểu Hội đồng dân là bây giờ là không cần phải quy hoạch cái vùng tập trung như vậy mà chỉ cần quy hoạch cái vùng không được nuôi thôi, có nghĩa là xác định cái vùng không được nuôi, còn ngoài đó thì ta được nuôi. Rồi xong rồi nếu mà cái người nào mà anh ở quen vùng đó được phép nuôi thì khi ta chuyển một đứa sử dụng đất thì chuyển luôn. Chứ còn bây giờ nếu mà đòi hỏi phải quy hoạch vùng nuôi rồi sau đó chúng ta mới chuyển mục đích thì chuyện này ta tôi thấy là nó khó. Khó trong việc là chúng ta thực hiện thủ tục quy hoạch. Thứ hai, khó trong việc người dân người ta làm sao mà vô cái vùng đó được. Nếu mà dự án đầu tư thì cũng dễ, còn cái hộ dân thì làm sao vô được cái vùng này. Thì đó là vấn đề đặt ra. Đội Sở Tài nguyên Môi trường có thể nói thêm coi luật có bắt buộc là phải quy hoạch hay không, quy hoạch cái vùng nuôi hay không, hay là chúng ta có thể thực hiện theo cái kiểu như là nó phù hợp với thực tế đang đặt ra hiện nay. Cái vấn đề này thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng rất là chia sẻ với cái khó khăn và cũng đồng ý với cái ý kiến của chỗ đại biểu Huỳnh Văn Việt cũng như là chủ trì hội nghị có đặt ra. Thì rõ ràng nếu chúng ta quy hoạch cái cứng cái vùng mà nuôi chim yến thì nhiều cái khả năng là cái người mà cần hoặc là tổ chức cá nhân mà cần có nhu cầu thật sự thì lại khó cái vô đó và thực hiện cái thủ tục thì nó sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên thì về cái quy định về pháp luật đất đai thì đương nhiên là cái dự án về hoặc là những cái công trình nuôi yến thì bắt buộc là cái đất nó phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, là phải đất nông nghiệp khác. Do đó thì cái giải pháp chúng tôi cũng có cái suy nghĩ là chúng ta nếu mà chúng ta quy hoạch thì chúng ta sẽ quy hoạch là cái vùng về đất nông nghiệp cái một cái vùng nuôi cái nuôi chim yến, mà cái vùng đó thì nó loại trừ ra khỏi là cái những cái vùng không được phép nuôi giống như ý kiến chủ trì nói, và trên cái cơ sở đó thì cái phân bổ chỉ tiêu trong cho cái vùng đó, nó cho cái vùng đó. Và khi mà cái dự án mà có cái nhu cầu hay cái người dân có nhu cầu để mà nuôi chim yến thì sẽ phối hợp với địa phương đặng là chúng ta là có cái định hướng gieo vô cái vùng đó để nó có cái chi tiêu và sẽ có phù hợp với cái quy hoạch để chúng ta thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Thì xin báo cáo. Cảm ơn phó đốc sở Tài nguyên Môi trường. Ở chỗ này thì chúc đề nghị chỗ đồng chí lãnh đạo ủy ban nêu quan điểm rõ ràng để thống nhất từ tỉnh đến địa phương để giải quyết. Vì vấn đề đặt ra nếu mà chúng ta cứ nói như vậy thì chắc chắn là xuống dưới là khó giải quyết rồi. Vì gì xuống dưới khi chuyển thì các cái cơ quan chức năng nói hôm nay là chưa có quy hoạch vùng nuôi, do đó không có cho chuyển mục đích sang đất rừng khác. Đúng không? Nhưng mà ai quy hoạch? Quy hoạch lúc nào? Quy hoạch như thế nào? Đó là một vấn đề. Do đó giờ chúng ta phải đưa ra giải pháp làm sao mà có khả năng chúng ta thực hiện được thuận lợi mà không đi, nó không vi phạm pháp luật, thì đó là một vấn đề. Mời đại biểu Quỳnh Đốc Việt xem có trao đổi gì thêm không? Xin mời. Kính thưa chủ trì buổi giải trình, thì qua cái trả lời của Sở Tài nguyên Môi trường đó, thì chúng tôi thấy rằng là như vậy chúng ta Long An vẫn còn một cái lợi thế là đất nông nghiệp khác chúng ta còn cái diện tích khá là lớn, tới 11.858 hecta rồi. Rồi bây giờ là theo báo cáo của sở đó thì mình cũng đã phân cho các huyện, mà tôi thấy là hầu như huyện nào cũng trên 1.000 hecta hết. Cái bài toán đặt ra hiện nay theo tôi nghĩ đó, là bây giờ cái vai trò chính quyền địa phương rất là lớn. Để làm sao bây giờ bản thân anh ở đó anh hiểu được, bởi vì báo với chủ trì là khi mà đi thực tế đó thì ở địa phương người ta phản ảnh là chỉ có ở huyện đó thôi, không phải xã nào xây dựng nhà yến cũng hiệu quả. Ví dụ như Kiến Tường đây thì ảnh nói là chỉ có 2-3 xã vậy đó, thì nhà yến lại có yến vào và những xã khác thì lại là không hiệu quả. Nó hay thậm chí là xuống gần ruột, hiện nay mình nói rằng là
Cần Giuộc là gần biển nhân dân gì đó, nhưng mà theo mấy anh Cần Giuộc phản ánh á, thì cái tỷ lệ mà nhà yến có hiệu quả cũng rất là thấp. Cho nên là tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta xác định một cái vùng nuôi chim yến rồi gắn cái chỉ tiêu, nói cho chủ trì gắn cái chỉ tiêu đất nông nghiệp khác đó, để làm sao khi mà anh lọt vào cái vùng này có chỉ tiêu. Rồi bên cạnh đó thì nó rõ ràng nó còn có một cái khó nữa là bây giờ cái nhà yến thì phải cách 300 mét gì khu dân cư nữa, chứ không phải là sinh ngay cũng được. Thì như vậy thì rõ ràng vậy là cái vai trò chính quyền địa phương tôi nghĩ là tới đây sẽ phối hợp với sở để làm sao mà chúng ta xác định những cái vùng như vậy đó, thấy không? Rõ ràng như vậy, minh bạch vậy, công khai cho người dân, để người dân có nhu cầu bây giờ cái vùng đó đó, anh có đất có thể anh xây dựng được, anh không có đất có thể anh đến vùng đó anh tìm hiểu anh mua đất anh làm được, để cho khỏi lúng túng. Thì cái giải pháp là như thế, chứ còn bây giờ đúng ra là bây giờ quy hoạch một cái vùng mà cụ thể thì cũng rất là khó, mình không có cái chính quyền địa phương vào tra tay thì tôi thấy cũng rất là khó. Xin không số ý hết. Cảm ơn đại biểu về đối diện nó góp ý thêm về cái giải pháp. Tuy nhiên cái này thì đúng là đưa ra nói đây thì nó dễ, nhưng mà thực hiện nó sẽ khó. Do đó khi là thực hiện cái này thì nghị quý ban với các sở ngành các ông chí cân nhắc lại để làm sao cho nó vừa đảm bảo là nó đúng với điều pháp luật nhưng mà có thể thực hiện được, chứ mà đúng với pháp luật mà thực hiện không được thì không khó. Mình hứa với người dân nhưng mà không tạo điều kiện được người dân là mình thất hứa, là vậy là không được. Mình cố gắng làm sao cho nó ổn cái này, nó tốt cái này. Rồi tiếp theo xin mời đại biểu Trương Văn Nam đặt câu hỏi với lại giám đốc sở xây dựng, xin mời. Kính thưa chủ trì phiên giải trình, thưa quý vị đại biểu, tôi tiếp tục có một câu hỏi cho giám đốc sở xây dựng Nguyễn Nhân Hùng với hai ý như sau. Thứ nhất thì nãy giờ từ đầu phiên giải trình tới giờ và trong thực tế thì chúng ta khẳng định là cái nghề nuôi chim yến là cái nhu cầu có thật của người dân và nó cũng tạo ra những cái hiệu quả kinh tế nhất định. Hiện nay cũng có nhiều đến hiện nay thì có trên 1.000 cái nhà yến trên địa bàn tỉnh thôi. Tôi muốn hỏi thêm lưu ý sử dụng một ý đầu, một là cái vai trò của sở xây dựng trong cái việc hướng dẫn về cái tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành và cái trình tự thủ tục để người dân được cấp phép xây dựng nhà yến tại các cái vùng được phép chăn nuôi như thế nào. Cái thứ hai là đối với các trường hợp xây dựng nhà yến vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, nghĩa là chúng ta có nêu á, buộc phải tháo dỡ khôi phục lại tình trạng ban đầu thì về thực tế là rất khó khăn và nó gây thiệt hại lãng phí lớn về tài sản của người dân. Vậy thì giải pháp của sở là gì để thực hiện tốt việc này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới? Tôi xin cảm ơn ông. Cảm ơn đại biểu Trương Văn Nam. Đây là một vấn đề cũng là khó của ngành xây dựng. Nếu chúng ta không buộc lại cái khâu phục ban đầu thì thực hiện pháp luật không nghiêm. Nhưng mà ta buộc vậy thì có làm được hay không? Rồi đối với lại cái tài sản của người dân như vậy đó, vì những người này là người ta xây dựng trước khi có những quy định này, chứ còn nếu trường hợp mà có quy định rồi vi phạm không nói, nhưng có những trường hợp mà giờ mình kêu gọi là vi phạm nhưng mà nó lại nằm trước khi có cái quy định này thì nó xử lý như nào, mời sở xây dựng thôi. Kính thưa chủ trì phiên giải trình, kính thưa đại biểu dự họp, kính thưa đại biểu Trương Văn Nam, thì với hai nội dung đại biểu Trương Văn Nam nêu lên thì sở dựng xin phép được giải trình như sau. Đối với nội dung thứ nhất về vai trò của sở dựng trong việc hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành cũng như trình tự thủ tục để người dân được cấp phép xây dựng nhà yến tại vùng được phép chăn nuôi, thì xin báo cáo giải trình là cái việc hiện nay thì đối với ngành xây dựng thì cũng chưa có cái ban hành cái tiêu chuẩn riêng để áp dụng cho đối với công trình nuôi chim yến. Thì đối với việc mà áp dụng để mà thiết kế xây dựng các công trình nhà nuôi chim yến thì phải vận dụng các quy định chung của ngành xây dựng như các quy định về tiêu chuẩn về tải trọng công trình cũng như là các cái tiêu chuẩn của kết cấu công trình bê tông cốt thép để vận dụng và thực hiện, chứ còn chưa có cái quy định cái tiêu chuẩn riêng cho hướng dẫn cho cái công trình nuôi chim yến. Còn về quy định có liên quan thì tại thông tư số 27 của Bộ Tài nguyên thì cũng đã hướng dẫn cái đất, cái loại đất để mà xây dựng công trình nuôi chim yến là đất nông nghiệp khác. Và theo cái phụ lục chính của nghị định số 15
về quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng đã có hướng dẫn đối với công trình nuôi chim yến là dạng công trình thuộc dạng là không được miễn giấy phép xây dựng, tức là phải thực hiện xin phép xây dựng. Thì về hướng dẫn về trình tự thủ tục để cấp phép xây dựng thì thực hiện theo điều 41 và điều 43 của nghị định số 15 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trong đó điều 41 là hướng dẫn về cái điều kiện để cấp giấy phép xây dựng, tức là cấp giấy phép xây dựng phải đảm bảo theo cái quy hoạch được duyệt cũng như là các cái thông số trong cái quy hoạch, trong cái đồ án quy hoạch, quyết định quy hoạch có những cái thông số thì cái điều kiện là chúng ta phải bám theo đó để thực hiện cái việc cấp phép xây dựng. Còn về cái điều 43 là hướng dẫn về hồ sơ cấp phép xây dựng. Hồ sơ cấp phép xây dựng thì gồm có là thứ nhất là cái đơn xin phép xây dựng, thứ hai kèm theo là cái giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất. Trong đó như phần trên tôi nói là đối với nuôi chim yến là cái đất mục đích sử dụng đất là đất nông nghiệp khác. Thứ ba nữa là hai bộ bản vẽ về thiết kế xây dựng. Đối với những công trình nông hộ nhỏ lẻ, còn đối với dự án thì phải thêm một cái nội dung nữa là hồ sơ thiết kế xây dựng đó phải được thẩm tra và thẩm định. Còn về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thì đối với những công trình cấp 3 trở xuống, tức là cấp 3, cấp 4 thì là do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp. Còn đối với công trình cấp 2 thì do Sở Xây dựng cấp. Cái ranh giữa cấp 3 cấp 2 là đối với dự án mà có diện tích trên 10.000 m2 diện tích sử dụng sàn, diện tích sàn xây dựng. Còn về chiều cao là trên 8 tầng trở lên, trên 7 tầng hoặc là chiều cao trên 28 m. Còn ở dưới đó là coi như là cấp 3, hoặc là nhỏ hơn nữa là cấp 4 thì là huyện cấp. Còn về thời gian giải quyết thủ tục hành chính này thì đối với lại cấp công trình cấp 3 đó thì là 13 ngày làm việc, còn đối với công trình cấp 2 thì là không quá 18 ngày làm việc. Đó là về những cái thông tin về những cái nội dung về xin phép xây dựng đối với công trình phải xây dựng, phải xin phép xây dựng trong vùng được nuôi chim yến. Còn đối với nội dung 2 thì đối với các trường hợp xây dựng nhà yến trên lĩnh vực xây dựng buộc phải tháo dỡ khôi phục lại tình trạng ban đầu thì rất khó khăn, gây lãng phí, thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Giải pháp của sở thì phải nói là thời gian qua cái công tác quản lý trật tự xây dựng nói chung mà trong đó có quản lý về nuôi chim yến thì ở một số nơi trên địa bàn vẫn còn bộc lộ nhiều cái bất cập và hạn chế. Trong đó là tình trạng mà tổ chức cá nhân xây dựng công trình nuôi chim yến không phép hay sai phép hay là không đúng quy hoạch vẫn còn xảy ra. Rồi những tồn tại hạn chế này thì thật ra là do cái sự quản lý cũng còn chưa có kịp thời. Theo cái phân cấp số 10 như tôi nói ban đầu của Ủy ban nhân tỉnh, chúng ta là theo phân cấp đó mà chúng ta cái trách nhiệm quản lý là phải thường xuyên liên tục làm sao là phát hiện sớm để mà có cái kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm là phải có cái ngăn chặn, lập biên bản để xử lý vi phạm chính, đồng thời là cái giải pháp khắc phục hậu quả ngay từ những lúc ban đầu thì nó mới khả thi. Chứ còn để cho công trình nó hình thành rồi hoặc là hình thành ở góc độ nào đó 70-80% gì rồi mà bây giờ là phạt thì người thực hiện, người ta thực hiện nghĩa vụ nộp phạt hành chính nhưng mà cái việc mà tháo dỡ khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ là hết sức khó khăn. Cái nội dung này thì cái tồn tại hạn chế như phần 1 tôi cũng đã có cái báo cáo, thì sắp tới thì các ngành cũng phối hợp với địa phương là phải tăng cường hơn nữa, mà đặc biệt là phải phát hiện kịp thời là phải chính quyền địa phương cấp xã, cái này phải phân cấp rồi mà phải chỉ chính quyền địa phương cấp xã với là nắm trên địa bàn mình, thấy khi có cái dấu hiệu về có nhiều săn lấp mặt bằng hay là đổ vật liệu là phải có cái kiểm tra. Kiểm tra nếu đúng thì thực hiện theo giấy phép thì tiếp tục, còn phải có dấu hiệu là vi phạm thì phải có xử lý ngay kịp thời ngay những cái giai đoạn đó thì rồi mới là giải quyết nó hiệu quả mà nó khả thi. Mặt khác thì ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân công trình nuôi chim yến cũng chưa nghiêm,
còn cái tình trạng là cố tình vi phạm. Thì để thực hiện tốt công tác này thì Sở Xây dựng cũng đề ra những cái giải pháp là đối với về công tác chung thì tất cả các trường hợp xây dựng công trình nói chung vi phạm hay là công trình nuôi chim yến nói riêng mà vi phạm thì phải được xử lý nghiêm, đồng thời cũng phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý và theo phân cấp. Về cái nguyên tắc xử lý cụ thể thì đối với tất cả các trường hợp vi phạm hành chính và chưa được xử lý vi phạm hành chính hoặc để xử lý nhưng mà chưa dứt điểm thì đề nghị Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban dân cấp xã tăng cường công tác quản lý để thực hiện nghiêm túc, kiên quyết xử lý các vi phạm và thực hiện trong cái giai đoạn trước mắt thì chúng tôi cũng đề nghị thực hiện nghiêm theo cái quyết định số 54 của Ủy ban dân tỉnh để mà thực hiện cái nghị quyết số 12 của Hội đồng dân tỉnh. Còn về cái định hướng sao lo về cái lâu dài và cái định hướng sao cho bền vững hơn á thì chúng tôi thấy là như qua cái thực trạng thì đây là cái vấn đề mà nuôi chim yến là cái nhu cầu thực tế mà nó có đem lại phát triển kinh tế xã hội cho địa phương và cũng cần phải có cái kế hoạch, cái định hướng, cái quy hoạch để làm sao cái việc thực hiện nuôi chim yến trong thời gian tới được phát triển có sự quản lý chặt chẽ và phát triển bền vững. Thì tôi thấy thì trước hết là vẫn là cái đối với ngành xây dựng vẫn là cái quy hoạch mà hiện nay thì cái quy hoạch chung cấp xã thì đã cũng đã được phủ kín 100% từ năm 2012, cuối năm 2012. Thời điểm đó là chính phủ cũng có cái chương trình quy hoạch nông thôn mới, thì nông thôn mới là kết hợp 3 trong 1 giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch sản xuất đây là nông nghiệp. Thì cái này quy hoạch nông thôn mới tức là quy hoạch đối với ngành xây dựng gọi là quy hoạch chung cấp xã thì cũng đã được phủ kín 100%. Tuy nhiên thì qua thời gian thực hiện thì định kỳ 5 năm, 10 năm thì chúng ta phải có rà soát để có những cái điều chỉnh, có những cái tình huống mới mà chúng ta dự quy hoạch thì cũng gọi là dự đoán, dự báo, định hướng. Rồi qua 5 năm, 10 năm có những cái yếu tố phát sinh giống như trường hợp nuôi chim yến này cũng mới phát sinh gần đây, những năm gần đây và nó phát triển lên thì chúng ta phải có cái rà soát để có cái điều chỉnh. Thì cái này đối với thẩm quyền này là thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện, quy hoạch nông thôn mới hay là quy hoạch chung xây dựng cấp xã là thẩm quyền lập, thẩm định phê duyệt là của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tất nhiên trước khi phê duyệt cũng có ý kiến bằng văn bản của các ngành chuyên môn có liên quan. Thì cho nên chúng tôi cũng đã nhiều lần có văn bản cũng, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương rà soát để có cái xem xét điều chỉnh cho nó đúng cái định hướng, nó phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Và song song đó thì sở cũng đã nhiều lần có văn bản tham mưu Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện rà soát cái quy hoạch nông thôn mới để có điều chỉnh từ thẩm quyền lập cũng của huyện thì điều chỉnh là cũng của huyện. Cho nên các huyện cần chủ động trong việc mà rà soát cái điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cấp xã để làm cơ sở phối hợp với lại cái quy hoạch sử dụng đất như đồng chí phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường có nêu, để làm sao những cái vùng đó chúng ta chuyển được mục đích qua đất nông nghiệp khác, thì là đất nông nghiệp khác thì mới xin phép xây dựng công trình nuôi chim yến. Thì cái nội dung rà soát để điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cấp xã là tôi nghĩ là cấp thiết. Vậy hiện nay tôi thấy là huyện, một số huyện cũng đang triển khai thực hiện cái nội dung này. Vừa rồi Thanh Hóa cũng đã thực hiện một số xã, hay là một số huyện như là ở Vĩnh Hưng là Kiến Tường, xin lỗi, thị xã Kiến Tường thì hiện nay cũng đang thực hiện. Đức Hòa cũng đang thực hiện nội dung rà soát để điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung cấp xã. Thì có như thế thì mới giải quyết được các cái thủ tục xin phép xây dựng đối với các công trình hoặc là các dự án nhà nuôi yến. Về song song với lại việc rà soát để điều chỉnh quy hoạch thì đề nghị là các chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã mà đặc biệt là cấp xã để tăng cường kiểm tra thường xuyên đối với lại các cái vấn đề về trật tự xây dựng trên địa bàn nói chung, trong đó có nuôi chim yến,
để như tôi nói là phải sao phát hiện sớm, xử lý kịp thời thì mới đảm bảo hiệu quả theo đúng cái hướng dẫn trong cái quyết định số 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra thì cũng công tác tuyên truyền là công tác cũng phải thường xuyên để người dân cập nhật được những cái quy định và pháp luật về việc xây dựng, những cái việc xây dựng cái công trình nào xây dựng được giấy phép, những công trình nào xây dựng là không được giấy phép buộc phải thực hiện xin phép xây dựng để người dân chấp hành. Tại vì qua xin phép xây dựng thì có cái sự quản lý của cơ quan nhà nước đảm bảo đúng các cái quy hoạch cũng như các cái quy chế quản lý kiến trúc đối với địa phương. Thì đối với sở xây dựng xin có một số ý kiến giải trình đối với lại hai vấn đề đại biểu Trương Nhân Nam đặt ra. Xin cảm ơn giám đốc xây dựng. Qua cái câu trả lời của giám đốc xây dựng thì tôi thấy là về công tác quy hoạch, về công tác tuyên truyền rồi xử lý. Tuy nhiên thì tôi đề nghị giám đốc xây dựng lưu ý mấy việc liên quan tới chức năng nhiệm vụ của sở trong cái việc thực hiện các giải pháp thời gian tới. Cái thứ nhất là về quy hoạch. Nếu chúng ta từ nãy bàn là cần có quy hoạch vùng núi, nghĩa là quy hoạch sản xuất. Nhưng mà quy hoạch vùng sản xuất này nó phải gắn với lại quy hoạch xây dựng. Vì quy định chúng ta quy định là nhà yến cách với lại khu dân cư 300m. 300m thì bây giờ cái khu hiện hữu là cách 300m rồi, nhưng mà ngành xây dựng lại vô tình là quy hoạch cái khu dân cư mới đó. Nó nằm sát bên nhà yến, nó bắt 21 bắt tay dời nữa sao? Thế cái này nó phải phù hợp chứ. Chẳng hạn như là những cái vùng nào mà ta quy hoạch khu dân cư thì chúng ta xác định những vùng đó là cũng không quy hoạch vùng yến gần đó nữa. Hoặc đã quy hoạch vùng yến rồi thì không, nó quy hoạch vùng dân cư. Cái này không phải hài hòa nhau. Ngành xây dựng trong tham mưu ủy ban với lại trong mọi chức năng của mình đó, mình phải làm cái này cho rõ. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải xây dựng những cái tiêu chuẩn kỹ thuật như thế nào để mà quy định, để khi xây dựng nhà yến nó phải, theo tôi đó, là chúng ta phải tránh hai trường hợp. Một là ta biến cái nhà ở thành cái nhà cho yến. Hai là ngược lại, ta biến nhà yến thành nhà ở. Nó có những cái trường hợp bây giờ là người ta xây dựng đó mình không cho phép, muốn xây dựng nhà ở nhưng không cho phép, người ta lấy lý do là nuôi yến, người ta xây nhà yến. Nhưng thời gian sau ta nói yến không vô, giờ ta biến thành nhà ở thì sao? Mình từ nãy tính thì chiều xuôi không tính chiều ngược lại. Do đó là anh phải đưa ra những cái tiêu chí như thế nào là nhà ở không thể nào thành nhà yến được, và nhà yến cũng không thể nào mà biến thành nhà ở được, thì nó mới là được chứ, mới đúng quy định. Cái này là sở xây dựng phải lưu ý. Cái thứ ba nữa là vấn đề trước mắt hiện nay đối với một số hộ nuôi chim yến là người ta được phép tồn tại, thì bây giờ cái thủ tục như thế nào đây, trình tự thủ tục như thế nào đây, chúng ta phải tính tới chuyện này. Ví dụ như là theo cái nghị định của hội đồng dân, theo nghị quyết hội đồng dân như các quy định pháp luật có liên quan, thì những cái hộ nào mà nuôi trước thời gian mà quy định này có cái hiệu lực thì cho phép tồn tại, nhưng mà không được phát âm thanh làm đảm bảo về môi trường. Nói chung là những cái đây đây đảm bảo cho phép tồn tại, nhưng mà bây giờ nếu mà theo quy định của sở xây dựng, ngành xây dựng là phải có giấy phép xây dựng, thì những cái này là giấy phép như thế nào đây, cách làm như thế nào đây, thì sở xây dựng các đồng chí cũng phải tính cái này để có cái thông báo, cái hướng dẫn cụ thể cho các cái hộ nuôi chim yến là thực hiện cho đúng. Vì nếu các đồng chí mà không làm được việc này thì mai mốt làm sao mà làm được mất. Ví dụ như sở nông nghiệp nói là mã định danh hả, không mới này danh để xuất khẩu bị ba thủ tục đó, nó phải hoàn thành ba thủ tục về xây dựng chứ, mà không hoàn thành này thì làm sao thì làm kia được. Đó là những vấn đề này là sở xây dựng tôi đề nghị các chỉ phải lưu ý, chúng ta giải quyết làm sao cho nó mà nên chắc là đồng bộ, tạo thuận lợi nhất cho người dân, để không chúng ta làm cái này thiếu cái kia rồi tới chừng mà nó vướng qua vướng lại, cũng nhiều khi một cái thủ tục giải quyết 3-4 năm chưa xong. Xin mời đại biểu Trương Nam xem có gì trao đổi thêm không. Về liên quan vấn đề này thì có một câu hỏi của đại biểu của Minh Hùng có liên đối với lại chỗ Ủy ban dân Thiện và Thành Hóa. Tuy nhiên phần đầu thì chủ tịch Ủy ban Thành Hóa đã có nói những cái kiến nghị tôi thấy cũng khá đầy đủ đối với trung ương cũng như đối với tỉnh, đến cái việc phát triển bền vững, cái việc mà nuôi chim yến
Thì mời đại biểu ông Nguyễn Minh Hùng xem có gì trao đổi thêm không. Tiếp theo thì tới cái phần của đại biểu Nguyễn Thành Dũng, ủy viên thường trực trưởng ban pháp chế hội đồng nhân tỉnh đặt vấn đề đối với lại đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh, xin mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Mai Văn Diều, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân tỉnh chủ trì phiên giải trình. Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Lâm, phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh. Kính thưa quý đại biểu tham dự buổi giải trình. Đó thì từ đầu buổi giải trình đến giờ thì phải nói là ta được nghe các sở ngành nói rất nhiều, rất kỹ. Các ngành chức năng có liên quan nói gần như là đầy đủ. Rồi hôm nay là ta được xem một phóng sự nữa, đặc biệt hơn nữa là mời thêm được một đồng chí chủ tịch một cái huyện mà có cái mô hình này nuôi rất nhiều. Rồi hôm nay đặc biệt nữa là có được hai đại biểu cử tri, mà một đại biểu là đại diện cho các hộ nuôi và một đại biểu là đại diện cho cái hộ bị ảnh hưởng, nói rất kỹ, ta nghe rất là đầy đủ. Đó thì để tiếp theo cái nội dung giải trình thì tôi theo phân công của chủ trì thì tôi xin có hai vấn đề tôi xin được gửi đến đồng chí phó chủ tịch ủy ban tỉnh để làm rõ thêm cho nó đầy đủ hơn. Đó thì thưa các đồng chí, đó thì liên quan đến lĩnh vực này thì vừa qua thì hội đồng nhân tỉnh mình có hai cái nghị quyết, một là nghị quyết số 12. Thì nghị quyết số 12 thì liên quan đến cái vấn đề nuôi, điều kiện nuôi, thì nghị quyết này đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc, trưởng ban kinh tế ngân sách đã đặt vấn đề rất là cụ thể, đồng chí giám đốc sở tài nguyên môi trường cũng có cái trao đổi rất là đầy đủ. Và liên quan nữa là một nghị quyết số 23 là quy định về cái khu vực không được nuôi, những cái chỗ mà không được nuôi. Thì theo đó thì trong nghị quyết có nói là sẽ có những cái chính sách để hỗ trợ cho cái việc di dời. Đó thì trong thời gian qua thì từ khi nghị quyết có hiệu lực thì đến nay thì quá trình lãnh đạo chỉ đạo của ủy ban thì đề nghị đồng chí đánh giá thêm rồi mình triển khai thực hiện nghị quyết thì nó có những cái thuận lợi khó khăn gì, rồi cái giải pháp tới là ta thực hiện như thế nào, rồi có cái gì vướng mắc có kiến nghị hay không thì đồng chí cũng nói rõ luôn để hội đồng nhân tỉnh có quan tâm. Cái ý thứ hai nữa là về cái mô hình nuôi yến thì đến hôm nay thì ta có thể khẳng định là bước đầu là đạt hiệu quả. Tuy nhiên thì trong quá trình tập trung làm của bà con á, thì hiện nay nó còn nhiều vấn đề vướng, mà như tại hội nghị giải trình hôm nay thì ta thấy rất rõ. Một là về cái quy hoạch chung khu vực nuôi, rồi hai nữa là về cái đất đai, rồi về môi trường, về quy mô xây dựng nhà yến, trong đó là nó kèm theo đó là cái lo phát và dẫn dụ nhân dân âm thanh, rồi về kỹ thuật mua nuôi, thậm chí là liên quan đến cái thương hiệu của yến. Một số nơi thì người ta làm phát triển mạnh thì nó có thương hiệu, như ví dụ như yến Khánh Hòa nhân dân, thì tới đây mình Long An mình có được cái yến Long An không? Đó thì tất cả những vấn đề này thì tôi đề nghị đồng chí phó chủ tịch có thể định hướng tới coi mình tháo gỡ những khó khăn này như thế nào, thì những giải pháp cụ thể là làm sao rồi có thể trao đổi thêm để cho những phiên giải trình hôm nay cho nó đầy đủ hơn, và có những vướng mắc gì đồng chí kiến nghị thêm. Sau đây xin kính mời đồng chí, được trọng cảm ơn. Cảm ơn đại biểu Nguyễn Thành Dũng. Đề nghị ủy ban nhân tỉnh trên cơ sở câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thành Dũng có cái trả lời thêm, thể hiện thêm cái quan điểm của mình đối với lại các cái ý kiến, cái trả lời của các sở ngành, xem cái quan điểm của ủy ban đối với lại cái các giải pháp đưa ra như đó như thế nào, để trên cơ sở đó làm cơ sở cho chỗ thường trực hội đồng tỉnh có kết luận cho nó phù hợp. Mời. Kính thưa đồng chí Mai Văn Diều, phó chủ tịch hội đồng nhân tỉnh, cùng các đồng chí trong thường trực hội đồng nhân tỉnh chủ trì phiên họp giải trình liên quan tới việc phát triển nhà yến trên địa bàn tỉnh Long An. Thì qua cái phiên giải trình này, từ đầu giờ đến thời điểm này, chúng ta cũng nghe là các sở ngành, kể cả các địa phương và các hộ dân có tham gia liên quan đến cái nuôi yến cũng đã nêu cũng khá rõ về cái vấn đề thực trạng cái phát triển cái việc là nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Phải nói là đây là vấn đề là mới phát sinh trong thời gian gần đây, cụ thể là từ năm 2015, 16 và 17 thì chúng ta mới quan tâm đến và có cái rà soát, có khoảng 140 thôi nhà yến thôi, nhưng mà đến năm 2020 thì số cũng tăng lên cũng khá nhanh, đặc biệt là nó đến năm 2023 thì số lượng này tăng dọt lên tới 1.000, trên 1.100
trên 1.100 nhà giếng, cụ thể là 1.174. Thì qua báo cáo của địa phương cũng như là xã nông nghiệp thì cho thấy rằng coi như là trong cái thời gian qua hoạt động nuôi chim giếng này là cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế, cũng trên lĩnh vực khu vực một cũng là cũng góp phần để phát triển khu vực một là đối với cái ngành. Đây là đánh giá cái bước đầu, nhưng chúng ta thấy là cái vi của chúng ta là cũng phải có cái việc đánh giá nó một mang tính toàn diện và có cái tầm cái dài hạn để chúng ta mới có thể đánh giá một cách là bền vững đối với ngày chúng ta diễn này. Tuy nhiên đây là bước đầu, cái quan trọng là giờ chúng ta, quan điểm của chúng ta trong việc phát triển nhà yến trên địa bàn mang lại cái thu nhập cho cái người dân và số đơn vị kinh doanh, thì đây là cái tỉnh ủng hộ của quan điểm này. Tuy nhiên cái vấn đề chúng ta đặt ra là làm sao phải quản lý được cái việc phát triển này nó theo cái hướng lâu dài và bền vững là vấn đề mà phiên giải trình hôm nay các đồng chí các đại biểu và đồng dân đặt ra. Tôi cho rằng là nó cũng rất là xác thực và rất là phù hợp để cho cái định hướng phát triển định hướng của tỉnh. Thì nhìn chung trong thời gian qua thì với cái số lượng nhà yến như thế, nhưng mà công tác quản lý kiểm soát của chúng ta phải nói là cũng rất là còn hạn chế, đặc biệt là đa số trong các cái nhà yến xây dựng này là đều mang tính tự phát, chúng ta chưa có kiểm soát quản lý. Và một phần cái còn lại thì phải nói là từ khi mà nghị quyết hội đồng dân ban hành thì người dân cũng mạnh dạn đầu tư nghị quyết chúng ta ban hành. Nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta đánh giá là coi như là tất cả các hộ chăn nuôi này nữa đều mang tính tự phát thì cũng chưa sát, mà qua quản lý nắm bắt thì nói chung là khi cái nghị quyết số 12 hội đồng dân tỉnh ban hành, ủy ban tỉnh ban hành cái quyết định số 54 thì phải nói là vấn đề này cũng đã mở ra cái việc phát triển, cho nên là cái việc phát triển trong thời gian đây gần đây thì rất là nhanh. Và những cái hộ thì nuôi chim yến thì cũng đã có từng bước và nói chung là cũng đã chấp hành theo cái quy định, cái trong cái việc mà xây dựng để vấn đề này. Thì chúng ta thấy là mới phát sinh thì rất là khó, thay đổi cái tập quán của người dân cũng rất khó. Và trong khi đó thì các cái điều kiện văn bản vi phạm pháp luật, các cái cơ sở pháp lý thì chưa có đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Hiện giờ thì trung ương cũng chưa có ban hành những cái quy định chung này, do với sự phát triển đó để quản lý được trên địa bàn tỉnh thì ủy ban tỉnh cũng đã mặc dù phát triển từ những năm 2017 đến năm 2020 thì ủy ban tỉnh thấy cũng cần thiết phải là đề xuất với hội đồng dân tỉnh để ban hành cái nghị quyết số 12 để quản lý. Thì đây là cái mà chúng ta ở địa phương tỉnh Long An chúng ta cũng rất là chủ động để quản lý. Tôi cho rằng đây là cái vấn đề cũng rất là cố gắng của tỉnh chúng ta trong việc quản lý phát triển chim yến. Thì tuy qua phân tích thì chúng ta thấy là bên cạnh những kết quả mà cái việc nuôi chim yến mang lại, thì bên cạnh đó chúng ta rất là quan tâm đến một số cái mặt trái của việc là nuôi chim yến, đó là những cái hệ lụy có thể xảy ra, đó là vấn đề như rủi ro liên quan đến môi trường, dịch bệnh, cũng như là đặc biệt là ảnh hưởng đến cái cuộc sống người dân, liên quan đến cái việc là không đảm bảo gì cái tiếng hoa hồng, cũng như là lo lắng của người dân vì dịch bệnh. Tuy nhiên cái việc kiểm soát hai vấn đề này cũng gặp rất nhiều khó khăn, do các tiêu chuẩn quy chuẩn ban hành cũng chưa có được đồng bộ, anh em còn lúng túng ở các địa phương. Vì phân cấp quản lý thì cái trung tỉnh cũng đã chỉ đạo cũng rất khá rõ, tuy nhiên việc làm cũng rất là khó. Và đặc biệt nữa là cái việc xây dựng là đây trong đây là cái mấu chốt mà chúng tôi xác định rất quan trọng, nó có liên quan tới kéo theo những cái hệ lụy khác. Quản lý tốt xây dựng thì các vấn đề là xây dựng nhà yến trong khu dân cư hoặc là trong cái vùng mà chúng ta theo nghị quyết 12 của hội đồng nhân tỉnh quy định thì sẽ rất hạn chế.
mà các đại biểu cũng đã đặt ra nhiều vấn đề mà chỗ giám đốc sở xây dựng đặt ra. Thì nó liên quan tới do cái xây dựng này nó liên quan đến nhiều lực, cái hoạt động, cái kiểm soát hoạt động nuôi chim yến này liên quan tới nhiều lực, như lực thú y, lực quy hoạch, lực quy hoạch môi trường, nhân dân, nhưng lại là quy định như tôi nói lần đầu cũng chưa có cái quy định chung thống nhất, rồi các cái tiêu chuẩn quy chuẩn để các cơ quan kiểm tra xử lý vi phạm trên các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực môi trường thì cũng rất là khó để kiểm soát được. Rồi các cái hệ lụy mà trước đây chúng ta chưa có kiểm soát kịp thời đó, là rất là nhiều, hàng trăm cái nhà yến là coi như là trước đây cũng từ cái xây dựng trên đất ở, rồi sẽ từ cái nhà ở của mình cải tạo lại, rồi chưa được cấp thẩm quyền cho phép, hoặc là cái người dân xin xây dựng nhà nhưng đến khi hoàn thành thì lại là làm cái cơ sở là có cái việc là phát triển nuôi yến, bên kiểm soát ở địa phương cái này cũng rất là khó khăn. Rồi anh em ở địa phương thì cái kiến thức về cái hiểu biết này cũng khó. Do là chính vì vậy là trong cái thời gian qua liên quan tới lĩnh vực này thì có thể xác định được những tồn tại hạn chế, chính đó là thứ nhất là công tác quản lý nhà nước ở các địa phương thì chưa tốt, trên lĩnh vực là chưa có bám sát vào cái nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh trong việc là quản lý cái nhà yến để phát sinh nhiều cái trường hợp. Thứ hai nữa là thanh kiểm tra còn hạn chế, để nhiều trường hợp là xây dựng trái phép. Tại này chúng tôi này ủy ban tỉnh cũng là nhìn vào những cái hạn chế trong cái thời gian qua khi mà chúng ta triển khai thực hiện nghị quyết 12. Cái thứ ba nữa là kiểm soát cái dịch bệnh cũng như ô nhiễm môi trường hầu như là cũng chưa có thực hiện tốt, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Còn xây dựng, về mặt xây dựng thì mặc dù quy trình đồng chí giám đốc cơ sở cũng đã đặt ra, tuy nhiên là cái quy trình thủ tục cấp phép hoạt động cũng chưa được cái cải tiến, và chưa người dân thì cũng chưa có được các địa phương là triển khai cũng chưa tốt để đến người dân, đặc biệt là những hộ trước đây là cũng đã xây cấp rồi, giờ cũng phù hợp theo cái nghị quyết số 12 thì cách thức như thế nào thì cũng nhiều trường hợp cũng chưa có nắm bắt được. Đó, thì ngoài ra là đây là những cái tồn tại hạn chế của ủy ban tỉnh là thấy được cần phải tập trung, cần phải tập trung để chỉ đạo trong cái thời gian tới. Về quan điểm thì chỗ ông chỉ chủ trì đặt ra, về quan điểm của ủy ban tỉnh, lãnh đạo ủy ban tỉnh là phải bám sát vào cái nghị quyết số 12 của Hội đồng nhân tỉnh để triển khai thực hiện, cũng như là quyết định số 54 của ủy ban tỉnh là phải đã chỉ đạo, ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phải rà soát và nắm lại số lượng nhà yến là xây cất trước khi cái nghị quyết số 12 có hiệu lực, tất nhiên là trước 20 tháng 7 năm 2020, và những cái trường hợp nhà yến gọi là tự như là phát sinh mới, để chúng ta nắm được như thế thì chúng ta quản lý được để mới xử lý, và đồng thời đó, sau đó là trong thời gian tới chúng ta sẽ có những kế hoạch để hỗ trợ các hộ này để tìm vị trí khác. Chúng ta nói di dời thì nó mang tính là gọi như là nó cái câu là thường xuyên quá, nhưng mà đối với cái nghề nuôi yến này chứ không thể di dời được. Chúng ta sẽ hướng dẫn họ, tạo điều kiện họ để tìm vị trí khác để mà trong cái phạm vi mà chúng ta cho phép nuôi, để họ nghiên cứu, và nghiên cứu là cái xây dựng ở như thế nào, chỗ nào để mà có thể là phát triển được chim yến. Và liên quan tới nội dung này là tôi cũng khẳng định luôn là đối với chủ trì cũng đặt ra có nên quy hoạch hay không. Tôi khẳng định là đến thời điểm trong giai đoạn này, đến thời điểm này thì cũng chưa có cần phải quy hoạch cái khu cái vùng của chim yến. Bởi vì đặc thù của cái ngành này là không phải là cái vùng, ví dụ như một cái phường, một cái ấp nào đó là chỗ nào chúng ta xây dựng cũng chim yến cũng vào đâu.
nó đặc thù của cái loài này, nó còn phải có đường bay, rồi nó cũng phải có các cái điều kiện gì thức ăn các thứ, nên là cái này là quan điểm của tỉnh là nó không nên làm một cách máy móc quy hoạch này, thì nó sẽ kéo theo những khó khăn khác mà chúng ta quy định những cái nơi như nghị quyết 12 của hoạt động dân tỉnh đã nêu, thì tôi nghĩ là nó hợp lý trong giai đoạn hiện nay. Còn vấn đề xây dựng như thế nào cho hợp lý nãy giờ là cũng nhiều đại biểu đặt ra, như là chúng ta biết là cái quy hoạch sử dụng đất để mà sử dụng cho loại đất nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh chúng ta còn khá nhiều. Thật ra là địa phương trong thời gian qua lúng túng, bây giờ đưa vào kế hoạch khu nào được, khu nào là không được thì địa phương cũng rất rối. Kể cả sở nông nghiệp giờ khẳng định là khu nào có chim yến được thì mặc dù trong vùng dùng đó được nuôi, thì vấn đề này thì ủy ban tỉnh cũng sẽ chỉ đạo và các địa phương thông báo cho người dân. Ừ, người dân hàng năm thì người dân tự rà soát nên là có dùng nào được thì đăng ký sẽ xây dựng, để trên cơ sở đó mình sẽ huyện sẽ lên cái kế hoạch khu vực đó, khu nào đó là để mình đưa vào trong cái kế hoạch sử dụng đất mình cho nó hợp lý và cũng hiệu quả. Tại vì thường người dân muốn chọn cái đó thì người ta sẽ có cái kiểm tra, các thiết bị kiểm tra có chim yến về hay không, khu đó như thế nào, các điều kiện nó, cái đó là chúng ta không thể làm thay người dân được, vì người dân ta chọn là cái địa điểm người ta rất là quan tâm, bởi vì cái đầu tư này cũng khá lớn chứ không phải chuyện nhỏ. Một số ý kiến của chú cử tri nói với này, người nghèo là người không khó khăn là thì không thể xây dựng những nhà yến này được không. Tuy nhiên thì về bệnh viện chung, về phát triển chung của địa phương thì mình cũng phải làm xử lý nó hài hòa giữa cái chung và cái riêng. Cho nên là việc là trước do cái ngành nghề này nó mới thì chúng ta không thể là phanh một cái vùng cái quy hoạch này cắt đi không đó. Chúng ta đảm bảo về cái tiêu chuẩn môi trường là khoảng cách đó là tiêu chuẩn về môi trường. Và dần tới là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như Bộ Nông nghiệp sẽ có cái hướng dẫn về quản lý cũng như là cái cách các giải pháp xử lý môi trường đối với đặc thù này, thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ đi vào nền nếp. Chúng ta cũng không nên trong giai đoạn này mình cũng không có nôn nóng và cầu toàn quá, cũng rất là khó. Thì phải nói là đánh giá cái việc ban hành nghị quyết số 12 của tỉnh thì phải nói là cũng rất là kịp thời để giúp cho công tác quản lý ở địa phương địa phương cũng như là quản lý được để không hạn chế cái việc tự phát cái xây trong xây dựng cũng như là cái quản lý thuận lợi hơn như trước đây. Phải nói là khẳng định được như nghị quyết này cũng rất là kịp thời để giúp đó và giúp cho người dân cũng mạnh dạn đầu tư để phát triển. Đây là cái mà tôi cho rằng là rất là cái mặt tích cực, đặc biệt là cái nhận thức của các bộ quản lý từ tỉnh đến huyện, kể cả người dân, trong vấn đề phát triển nuôi yến này cũng phải là nó có thay đổi rõ rệt trong việc giờ đầu tư cái này là cũng phải tuân thủ theo quy định, theo nghị quyết của hội đồng dân cũng như quyết định của ban tỉnh. Do đó là cái tôi nghĩ là từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên có cái vấn đề triển khai này có vấn đề khó khăn đối với những hộ mà hoạt động trước ngày 20 tháng 7. 20 tháng 7 thì chúng ta quy định là 5 năm đến 20 tháng 7 năm 2025 là phải chọn cái vị trí khác, không còn là coi như là hoạt động ngay trí cũ. Tuy nhiên là vấn đề này để thực hiện nó có cái hiệu quả cũng như là tính khả thi thì ủy ban tỉnh cũng sẽ chỉ đạo sở nông nghiệp với sở xây dựng sẽ phối hợp để tham mưu ủy ban tỉnh về cái lộ trình, cái cách là triển khai cái này như thế nào, phân dạng để ưu tiên theo mức độ ưu tiên là đi chứ không phải là ưu tiên là coi như những cái trường hợp nào nó trong đông khu dân cư mà nó ảnh hưởng nhiều, người dân là phản ảnh, cử tri phản ảnh, thì chúng ta sẽ có cái lộ trình để thông tin thông báo trước cho các hộ đó.
để họ có chuẩn bị, cũng như là chúng ta dành 5 năm này để có thời gian để họ thu hồi lại vốn. Cái đó là cái tính là nhân dân của nghị quyết giờ thì chúng ta đặt ra để cho cái người dân là coi như là để biết là coi như là việc mình hoạt động cái này thì nó cũng không có đảm bảo các điều kiện. Thì và cái vấn đề nữa là cái vấn đề liên quan tới các cái vi phạm thì tôi xin khẳng định là quan điểm của ban tỉnh là chúng ta phải xử lý nghiêm, nghiêm theo quy định, đặc biệt là cái ngành xây dựng, cái ngành tài nguyên môi trường, hai ngành này phải là tham mưu. Thường đã có chỉ đạo, tỉnh đã có chỉ đạo phân cấp hết rồi thì các đồng chí tiếp tục là phải đôn đốc cho địa phương, là phải tham mưu với ban tỉnh chỉ đạo. Nếu mà các địa phương làm chưa tốt thì cái vấn đề này của ban tỉnh cũng đã nhìn nhận thời gian qua, việc xử lý anh em còn lúng túng, hiệu quả chưa cao, cũng còn rất hạn chế. Thì thời gian tới thì vấn đề này là tinh thần là phải xử lý nghiêm đúng theo cái quy định. Chúng không ta không thể nào trong thời gian qua có thực hiện, nhưng mà đây cũng chưa quyết liệt, kể cả những cái giải pháp về tái phạm như một số đại biểu đặt ra thì cái này sở xây dựng cũng phải có cái hướng dẫn mà các địa phương trong cái thực hiện. Và để thì trong thời gian tới mà cái việc này chúng ta quản lý cho tốt hơn nữa thì các giải pháp đặt ra ở các ngành, tôi thấy là các đồng chí cũng cần phải rà soát lại cho nó khả thi hơn, phù hợp hơn ở từng ngành, đặc biệt là ngành xây dựng với ngành tài nguyên môi trường. Các đồng chí là phải có hướng dẫn với huyện ở các địa phương cho chú trọng cái lĩnh vực này. Quan trọng là cái vấn đề công tác tuyên truyền người dân và các địa phương phải đẩy mạnh. Bây giờ đã phân cấp thì đa số các nhà yến là hiện nay là thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, thị xã, thành phố. Thì sau cái phiên họp giải trình này thì sở xây dựng phải tham mưu ủy ban tỉnh có chỉ đạo mạnh hơn về trách nhiệm các đồng chí trong việc rà soát để xử lý, phải thực hiện cho tốt cái nghị quyết số 12 cũng như quyết định 54 của ban tỉnh trong việc quản lý phát triển nhà yến. Và cái vấn đề nữa là phải là cái tăng cường vai trò địa phương trong quản lý trật tự xây dựng và kiểm tra xử lý nghiêm, đảm bảo cái ngay xử lý, ngay ngăn chặn ngay từ đầu. Hôm nay địa phương là cái này trách nhiệm là xây lên thì các xã phường, các ấp khu phố rồi biết rồi phải thông tin. Cái này trên này sở xây dựng cũng khó có thể nắm bắt được, thì cái này các địa phương phải nâng cao cái vai trò. Rồi cái hiện nay thì một số cái đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề cái đầu sản phẩm đầu ra. Như tôi nói là cái việc mà phát triển yến này chúng ta cũng cần ngành nông nghiệp cũng phải quan tâm và có dự báo cho thật tốt trong cái việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra, thì để cho người dân nắm, để tránh trường hợp là phát triển ào ạt thì đầu ra không có tiêu thụ thì nói chung là sẽ hiệu quả không cao, ảnh hưởng đến cái việc đầu tư. Ở đây thì có cái việc mà hiện nay là chúng ta đối với lĩnh vực này đã có nghị định thư chỉ xuất khẩu rồi sản phẩm sang thị trường Trung Quốc thôi. Tuy nhiên là cũng có những cái yêu cầu đặt ra, thì vấn đề này trong vấn đề sơ chế rồi chế biến sản phẩm thì vấn đề này thì tỉnh cũng đã giao sở nông nghiệp để có cái hướng dẫn thông tin cho các địa phương để hướng dẫn cho người dân, đặc biệt là các cơ sở trong nuôi lớn để có cái chuẩn bị các cái điều kiện để chúng ta đi vào nền nếp để sản phẩm chúng ta xuất khẩu là nó đảm bảo đạt yêu cầu đặt ra, kể cả việc đánh giá, rà soát đánh giá cấp mã dùng, mã số cho các cái nhà yến hiện có tại địa phương. Tinh thần là các đồng chí phải đưa ra có hướng dẫn các tiêu chí cụ thể rõ ràng cho các đơn vị dễ thực hiện, thời gian là phải rút ngắn để giúp cho các cơ sở để người nuôi được an tâm đáp ứng yêu cầu điều kiện nhập khẩu. Và cái xây nữa là cũng phải là xây dựng hệ thống quản lý thông tin cơ sở dữ liệu
nuôi chim yến trên địa bàn, nghiên cứu là bổ sung cái nghiên cứu là bổ sung hoàn chỉnh các quy định mà theo quyết định 54 hay là của ủy ban tỉnh nông hướng dẫn trong việc chỉ đạo có những vấn đề đi thì xã nông nghiệp cũng có cái đề xuất và cái phải xây dựng cái chuỗi liên kết trong cái sản xuất tiêu thụ sản phẩm tổ yến, trong đó là có các cái doanh nghiệp chế biến tiêu thụ và cái nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới trong việc dẫn dụ chim yến thay thế cái lo phóng thanh hiện nay thì cái công nghệ phát triển cũng rất là nhiều. Theo tôi nắm được cũng có nhiều cái công nghệ như là để phát ra sóng âm để chim yến nhận diện được cái sóng âm này, thì cũng không nhất thiết là chúng ta cái thay đổi cái việc lo phóng thanh hiện nay gây là ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng tới bà con. Thì dần dần thì chúng ta là có những cái thiết bị này thì nó cũng sẽ góp phần quan trọng để chúng ta giải quyết cái bài toán là ảnh hưởng tới cái người dân, và thành lập cái hội nuôi chim yến để tham gia hiệp hội nhân dân nhằm phát triển cái hướng xuất khẩu. Thì xuất phát từ tình hình trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh những khó khăn, kết quả đạt được khó khăn như tôi vừa nêu ra, thì trong thời gian tới thì tỉnh cũng sẽ tiếp tục kiến nghị các bộ ngành trung ương và đặc biệt là Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp tham mưu Chính phủ để có cái quy định, có nghị định riêng về cái đối ngành nghề đặc thù này, có hướng dẫn để giải quyết những cái khó khăn cụ thể ở địa phương trong vấn đề trong quá trình quản lý mà các ngành cũng đã đặt ra, và cái đặc biệt là các cái quan tâm đến là cái việc là đi sức phát triển cái sản xuất, có những hướng dẫn trong việc phát triển sản xuất và tri sức xây dựng và ban hành các cái tiêu chuẩn quy chuẩn trong cái xây dựng, đặc biệt là kiểm soát ô nhiễm môi trường dịch bệnh đối với cái ngành nghề này, và cái vận hành nhà yến, hướng dẫn là xây dựng cơ sở dữ liệu nhà yến, trong đó là cấp mã số rồi kể cả cái thủ tục xuất khẩu tổ yến nhân dân, để hỗ trợ các địa phương đào tạo cán bộ kỹ thuật nuôi chim yến và bổ sung quy định hồ sơ vân vân. Thì nói chung là những cái vấn đề vướng mắt thì tỉnh cũng sẽ có cái kiến nghị riêng, nhưng mà đặc biệt là sẽ kiến nghị các bộ ngành đối với các văn bản pháp lý liên quan đến việc quản lý cũng như thanh kiểm tra ở trên một số lĩnh vực như nãy giờ các sở ngành nêu, thì để làm sao là công tác quản lý trên mạng ta tốt hơn. Đồng thời thì tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu trình Hội đồng nhân tỉnh ban hành cái cơ chế chính sách đặc thù về cái ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc là nuôi chim yến, trong công tác phòng chống dịch, công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm sau thu hoạch, liên kết sản xuất theo chuỗi, về cái xây dựng cái quảng bá thương hiệu sản phẩm từ yến trên địa bàn tỉnh có tính cạnh tranh cao về chất lượng, uy tín và phát triển bền vững như một số đại biểu cũng đã đặt ra. Thì liên quan tới các nội dung mà chỗ đại biểu Nguyễn Thành Dũng đặt ra thì ủy ban tỉnh có một số cái ý kiến để làm rõ thêm. Tinh thần là chúng ta sẽ thẳng thắn nhìn nhận những một số hạn chế của thời gian qua để chúng ta hoàn thiện các giải pháp để quản lý tốt, để dịp sau chúng ta vừa phát triển được cái ngành nghề này trên địa bàn tỉnh và đảm bảo tính bền vững, mà vừa chúng ta đảm bảo được các điều kiện mà cử tri và người dân không có tiếp tục để phản ánh như trong thời gian qua. Thì ủy ban tỉnh xin có một số ý kiến, xin hết. Tôi xin cảm ơn đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh. Xin mời đại biểu Nguyễn Thành Dũng xem có nội dung trao đổi thêm. Cho tôi có mấy ý nữa. Trước hết thì rất là cảm ơn đồng chí phó chủ tịch ủy ban. Nói chung là đồng chí trao đổi rất đầy đủ những cái yêu cầu của tôi đề cập, tôi thấy rất thỏa mãn. Tuy nhiên ở đây tôi thấy có một chút nữa mà cũng làm rõ thêm một ý nữa thôi. Bây giờ cái mô hình nuôi yến này thì tôi báo thật với đồng chí phó chủ tịch là sẽ phát triển, không biết nó bền vững cỡ nào thì tôi chưa biết, nhưng mà cái phong trào hiện nay đang có đó mà tới đây là sẽ làm nhiều. Hôm nay là tôi thật là bởi vì là nói rất lời, rất hiệu quả.
nhiều người cũng đủ tôi làm nữa, tôi thấy em lắm. Mà cái tới đây có khi là nếu có đủ điều kiện cũng làm đó. Tuy nhiên thì báo với anh Lâm á, thì hiện nay thì một số bà con thì đang phát triển, để gần như là phong trào cũng đang phát triển mạnh rồi đó. Tôi thấy là nhoi nhoi nhiều lắm rồi. Đó mà nếu như mà mình giờ mình cứ căng theo quy định mà mình phạt á, thì tôi thấy là có cái gì đó mình cũng ra nước. Về nhà nước thì quản lý thì như thế là không sai đâu, nhưng mà là tôi thấy là các đồng chí có thể nghiên cứu thêm cái điểm này. Bây giờ thấy giờ đứng về góc độ nhà nước thì mình phải quản lý rồi, mình phải hỗ trợ bà con, mà nếu mà đúng hướng rồi thì mình có thể là có cái cách nào để mình hướng dẫn để tạo điều kiện cho bà con, phạt là phạt, nếu như không cách nào khác thì phạt phải phạt, nhưng mà phạt sau đó mình phải hướng dẫn bà con như thế nào để làm sao tạo điều kiện cho bà con phát triển. Tôi thấy là nên có cái hướng đó để mở ra cái hướng cho nó tốt hơn đó. Và tôi đề nghị ủy ban các đồng chí, cái giải pháp thì rất là cụ thể rồi, nhưng tôi đề nghị anh Lâm là cũng nên quan tâm làm sớm, bởi vì là cái này là mình không thể chậm được. Bà con tôi thấy đang nóng lắm rồi, là nếu như mình chậm thì mình sẽ lạc hậu. Đó là con tàu đang phát triển rất là mạnh. Xin phép đồng chí chủ trì có mấy ý kiến trao đổi thêm. Rồi, mời lãnh đạo ủy ban xem trao đổi thêm ý kiến của đại biểu Nguyễn Thành Dực. Xin cảm ơn ý kiến đặt ra cho đại biểu Nguyễn Thành Dực. Như tôi đã đặt ra ban đầu là đối với cái việc là tự phát nuôi nhà yến này, đây là cái việc cũng mới. Chúng ta để thay đổi cái tập quán tự phát này của người dân thì chúng ta cũng phải có cái lộ trình để làm sao cho nó hợp tình hợp lý. Trên tinh thần là ủy ban tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương là công tác tuyên truyền và vận động người dân là thực hiện theo cái xây dựng theo cái nghị quyết 12 của Hội đồng nhân tỉnh, là cũng như là cái quyết định 54 của ủy ban tỉnh là phải là làm sao để đến tới người dân thông suốt. Để chi? Để người dân biết là khu này mình ở trong khu này là theo quy định không được nuôi, mình ở qua khu kia thì người ta sẽ tìm được những vị trí mới để người ta chọn lựa để hình thành dần dần mình mới là đến thời điểm nào đó mình sẽ quy hoạch, mình sẽ hình thành ra được cái quy hoạch cái cụ thể cái vùng đó. Bây giờ là đối với mà chúng ta mà chủ trương chúng ta mà không đến người dân mà chúng ta phạt thì nó thật ra thì phạt người dân thì quan điểm ủy ban tỉnh là cũng không có mong muốn để phạt lấy tiền người dân. Và cái này là cái chúng ta là phát triển kinh tế là hộ gia đình cho mang lại cải thiện đời sống người dân thì chúng ta phải góp tay vào và phải nhắc nhở. Còn nếu thấy đã nhắc nhở rồi nhưng mà cố tình vi phạm thì cũng phải phạt, chứ không phải mọi thứ là chúng ta phạt. Quá trình cũng vậy, là vận động người dân, nói là tuyên truyền người dân theo quy định là nghị quyết 12 cũng như của tỉnh đã quy hoạch những khu nào được nuôi và cấm nuôi này trong nông dân cư, làm như thế sẽ ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến dịch bệnh, ảnh hưởng đến đời sống dân cư xung quanh, do đó là theo quy định là cái vùng này không được phát triển, do đó là cô cũng không nên xây dựng để tốn kém ảnh hưởng mà chọn vị trí qua xã AB vậy theo cái những cái vùng mà ngoài vùng chúng ta được cho phép nuôi, thì để cho người dân thấu hiểu và là thực hiện. Tôi nghĩ là làm tốt công tác đó thì cái việc mà xử phạt như đại biểu đặt ra thì nó cũng sẽ giảm và cũng được người dân đồng tình. Thì cái này thì ủy ban tỉnh cũng sẽ lưu ý vấn đề này để trong họp đối với các địa phương cũng sẽ có cái chỉ đạo các địa phương tinh thần là phải tuyên truyền thấu đáo đến người dân và hướng dẫn người dân. Phải mình khẳng định là cái nghề này phát triển nó có hiệu quả, mang lại cái thu nhập cho người dân, thì chúng ta cái nào là cái lợi cho người dân chúng ta làm. Cho nên là những vấn đề này đó, chúng ta phải quản lý như thế nào cho nó hài hòa giữa nhà nước và ích người dân. Thì cái này ủy ban tỉnh cũng xin cho hỏi thêm một số ý kiến và cũng sẽ có lưu ý trong vấn đề là chỉ đạo thời gian tới trong cái việc xử lý cũng như là kiểm tra giải quyết các trường hợp mà vi phạm và đối với việc xây dựng nhà yến. Xin hết. Cảm ơn phó chủ tịch ủy ban tỉnh đã trả lời đầy đủ các vấn đề đại biểu đồng nhân tỉnh đặt ra. Nói chung là trả lời của ủy ban tỉnh là đánh giá một cách khái quát được cái thực trạng và cái xu hướng phát triển của nghề nuôi chim yến trên địa bàn hiện nay, cho là đánh giá này rất là xác đáng. Thứ hai nữa là nêu rõ ràng các quan điểm đối với các giải pháp của các sở ngành. Thứ ba nữa là định hướng cụ thể các chỉ đạo của ủy ban tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là theo cái tinh thần nghị quyết 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Rồi đồng chí cũng làm rõ được các vấn đề mà sẽ kiến nghị với các cơ quan bộ ngành trung ương. Tuy nhiên ở đây có một vấn đề đặt ra, tôi đề nghị quan các anh chị tiếp tục nghiên cứu để có cái giải pháp cụ thể hơn để có kiến nghị như hội đồng dân xem coi cái vấn đề là qua rà soát thì chúng tôi thấy là về cái nghị quyết về chăn nuôi đó, chúng ta có quy định là có chi hỗ trợ cho các cái hộ chăn nuôi khác là di dời, nhưng mà riêng nghề nuôi chim yến này là không có phải là đối tượng để hỗ trợ di dời. Nói chung là chỉ di dời này là mình nói theo nghĩa nó chung thôi, chứ còn như nghe ban đầu người ta đã thảo luận rồi, người ta đã có giải trình rồi là không di dời được, này chỉ có chọn điểm khác để nuôi thôi chứ không di dời. Nhưng mà bây giờ cái thực hiện cái hỗ trợ nó như thế nào trong thời gian tới, thì trong lúc mà các đồng chí rà soát các cái nội dung cần bổ sung điều chỉnh giữa 12 thì cũng chỉ lưu ý cái này, lưu ý xem coi là có theo luật định là mình có được đưa cái đối tượng này vô để hỗ trợ di dời trong thời gian tới hay không, để làm sao để cho người dân ít thiệt hại nhất khi thực hiện các quy định nhà nước, ít giảm bớt cái thiệt hại đi. Nói chung hỗ trợ này chỉ là một phần thôi chứ không thể nào đáp ứng hết, nhưng mà ta giảm bớt cái thiệt hại đi. Xin hỏi các đại biểu hội đồng dân và đại diện cử tri xem còn những đề gì trao đổi thêm với các sở ngành, với ban dân tỉnh về cái nội dung thảo luận cái giải trình hôm nay. Nếu không có thì xin phép tôi xin được kết luận. Kính thưa các đại biểu, quý vị khách mời, với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm cao, qua một buổi giải trình, các ủy viên thường trực hội đồng tỉnh, ban kinh tế ngân sách hội đồng tỉnh và đại biểu hội đồng tỉnh đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến thực trạng và giải pháp phát triển nhà yến trên địa bàn tỉnh. Phó chủ tịch ủy ban tỉnh Nguyễn Minh Lâm và giám đốc các sở nông nghiệp phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, xây dựng, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thạnh Hóa đã trả lời giải trình đầy đủ, nêu bật được những kết quả đạt được trong việc phát triển nhà yến trên địa bàn tỉnh, cũng như tác động tích cực của nghị quyết hội đồng tỉnh đối với quy định vùng nuôi chim yến và đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Đặc biệt, nội dung giải trình đã phân tích sâu kỹ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại hạn chế khó khăn và tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, khả thi để tháo gỡ vướng mắc, khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện hiệu quả hơn nghị quyết của hội đồng nhân tỉnh, cũng như giải pháp để phát triển cái người nuôi chim yến trong thời gian tới. Thứ hai, phiên giải trình đã diễn ra trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng và đạt yêu cầu đặt ra, đảm bảo có sự phối hợp giữa đại biểu hội đồng tỉnh với ủy ban nhân tỉnh và các ngành chức năng có liên quan. Thường trực hội đồng nhân tỉnh nhận thấy nghề nuôi chim yến hiện nay được đánh giá là nghề đang phát triển ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Long An. Thì qua cái báo cáo ủy ban thì nếu mà so với năm 2017 thì chúng ta tăng gấp 10 lần con số hiện nay, và thực sự đem lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình và cần phải tạo điều kiện để phát triển. Tuy nhiên, việc nuôi chim yến trong các cái khu dân cư gây ô nhiễm về âm thanh, không khí, nguy cơ về dịch bệnh, tác động đến tâm lý của người dân và cái phản ánh kiến nghị của cử tri cần phải giải quyết và khắc phục. Thứ hai là thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ngành địa phương có liên quan đã tập trung công tác quản lý nhà nước về xây dựng hoạt động của các nhà yến theo nghị quyết hội đồng dân tỉnh. Tuy nhiên, việc nuôi chim yến cũng bộc lộ những tồn tại hạn chế. Thứ nhất là về thực trạng nhà yến, số lượng nhà yến nằm xen lẫn các khu dân cư, các khu vực nội thành, nội thị chiếm tỷ lệ cao. Trong đó, nhiều nhà yến được xây dựng chưa phù hợp với quy định đối với cơ sở nuôi chim yến, cũng như là quy hoạch vùng nuôi chim yến, dẫn đến mất cân bằng giữa tốc độ phát triển nhà yến và tốc độ tăng trưởng đàn yến, ảnh hưởng đến môi trường và công tác quản lý. Có trường hợp nhà yến không thuộc vùng nuôi chim yến đã hoạt động từ trước ngày 20 tháng 7 năm 2020, không giữ nguyên hiện trạng, có cơi nới sử dụng lo phóng, dẫn dụ chim yến vượt mức cường độ âm thanh và thời gian quy định, làm ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh. Có nơi tình trạng cơi nới hoặc xây mới sau ngày 20 tháng 7 năm 2020, có trường hợp người dân được phép xây dựng nhà ở, sau đó tự ý cải tạo cơi nới thay đổi công năng thành nhà dẫn dụ chim yến. Còn tình trạng xây dựng nhà yến vi phạm trên lĩnh vực đất đai, môi trường, tiếng ồn, người dân chưa nắm rõ quy định thủ tục đất đai để xin phép xây dựng nhà yến và các vấn đề về ô nhiễm môi trường, tiếng ồn chưa có quy định cụ thể, khó xử lý. Việc nuôi dẫn dụ chim yến còn mang tính tự phát,
chưa có định hướng phát triển dài hạn nên việc kiểm soát an toàn dịch bệnh chưa đảm bảo. Về phát triển ngành yến, mặc dù nghị quyết 12 ngày 9 tháng 7 năm 2020 có quy định dùng nuôi chim yến, tuy nhiên công tác quy hoạch của các địa phương vẫn chưa xác định rõ tiểu dùng tập trung nuôi chim yến, ảnh hưởng lớn đến chiến lược phát triển ngành nuôi chim yến, gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Việc nuôi chim yến mang tính tự phát là chủ yếu, chưa có kế hoạch phát triển theo vùng ngành. Việc đầu tư vào khâu chế biến còn chưa được chú trọng, chưa có mã định danh cho sản phẩm yến của tỉnh, thiếu tính liên kết hình thành chuỗi giá trị, chưa có thị trường xuất khẩu nên hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao. Về nguyên nhân khách quan là chưa có những quy trình thống nhất chung về tiêu chuẩn kỹ thuật trong việc xây dựng và vận hành nhà yến, nuôi chim yến, đảm bảo an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, chưa có tiêu chuẩn Việt Nam về tổ yến. Thứ hai là việc kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng hoạt động các nhà yến còn khó khăn do chi phối bởi nhiều luật, trong đó có luật thú y, luật chăn nuôi, luật quy hoạch, luật xây dựng, luật bảo vệ môi trường. Về nguyên nhân chủ quan là nghị quyết hội đồng tỉnh liên quan đến việc phát triển ngành chim yến thì còn có một số nội dung thì chưa phù hợp với yêu cầu của thực tế. Và công tác tuyên truyền hướng dẫn nuôi chim yến, quy định về hoạt động nhà yến tại một số địa phương chưa được thực hiện tốt. Công tác quản lý nước về đất đai, xây dựng môi trường, tiếng ồn, dịch bệnh đối với nhà yến của các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương có lúc có nơi là chưa được quan tâm tập trung thực hiện. Công tác phối hợp giữa ngành tỉnh và địa phương có mặt là chưa chặt chẽ. Việc kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng hoạt động nhà yến được chưa được thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả. 3. Thường trực hội đồng tỉnh ghi nhận các biện pháp giải pháp tháo gỡ xử lý những tồn tại hạn chế vướng mắc trong việc phát triển nhà yến trên địa bàn tỉnh được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Minh Lâm và các sở ngành Ủy ban nhân huyện Thạnh Hóa đưa ra tại phiên giải trình này. Thời gian tới đề nghị Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các biện pháp giải pháp cam kết đã đưa ra, trong đó tập trung các vấn đề sau. 1. Chỉ đạo các ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 12 hội đồng tỉnh quy định về khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư được phép nuôi chăn yến, dùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Đồng thời rà soát có kiến nghị điều chỉnh bổ sung các nội dung chưa phù hợp còn thiếu để đảm bảo đưa nghị quyết của hội đồng nhân tỉnh vào cuộc sống, tạo điều kiện để phát triển nhà yến trên địa bàn tỉnh một cách bền vững. 2. Là chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về dùng nuôi chim yến, về chấp hành các quy định pháp luật trong xây dựng và hoạt động nhà yến. 3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các sai phạm trên các địa bàn do mình quản lý để có hình thức xử lý phù hợp. Trước mắt là chỉ đạo thực hiện thống kê, phân loại thực trạng các nhà yến hiện nay để có biện pháp xử lý cho phù hợp về quy hoạch, về giấy phép xây dựng, về đảm bảo yêu cầu về môi trường, dịch bệnh. Tinh thần là tạo điều kiện để phát triển trở thành ngành sản xuất nông nghiệp trong tương lai theo hướng bền vững, phù hợp với quy định pháp luật. Thì đối với vấn đề này thì có nhiều đại biểu đặt ra là bây giờ chúng ta có nên xử lý một cách quyết liệt hay không. Thì tôi thấy là về mặt quy định pháp luật thì nếu vi phạm thì chúng ta phải xử lý, nguyên tắc nó về nhà nước pháp quyền nó là như vậy. Tuy nhiên là cái biện pháp khuyến khích thì chúng ta cũng nên đặt trọng, chẳng hạn như là vấn đề chúng ta là xác định các cái mã số nhà nuôi yến, rồi chúng ta hỗ trợ các cái giải pháp về công nghệ kỹ thuật, các chính sách hỗ trợ khác. Nếu mà trường hợp mà anh làm đúng, anh chăn nuôi ở cái vùng mà tôi xác định là được chăn nuôi thì tôi sẽ hỗ trợ. Còn nếu mà anh vi phạm không phải như đó thì không trợ, thì theo cái giải pháp này là tôi nghĩ là nó sẽ tạo được cái sự phát triển mạnh hơn và nó đúng hơn là chúng ta xử phạt. Thì tôi đề nghị Ủy ban nhân tỉnh là cũng nghiên cứu thêm để trong cái giải pháp chúng ta xử phạt theo quy hoạch vi phạm tránh theo quy định thì chúng ta cũng đồng thời phải đẩy mạnh cái này, để khi chúng ta thực hiện các chính sách hỗ trợ này phải có cái điều kiện cho nó chặt chẽ chỗ này để người nuôi chim yến là chúng ta thực hiện cho nó tốt. Cái thứ năm là tiếp tục kiến nghị với các bộ ngành trung ương ban hành một quy trình chung thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật đối với việc xây dựng nhà yến. Thứ sáu là về xây dựng và phát triển cái sản phẩm yến ở địa phương phải song hành với phát triển sản xuất phục vụ xuất khẩu sản phẩm tổ yến,
trong đó là cần quan tâm một số nội dung sau. Ở trên cơ sở vùng nuôi chim yến được quy định tại nghị quyết 12 là Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan và địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, xây dựng kế hoạch định hướng các tiểu vùng trên các địa bàn có điều kiện để phát triển ngành yến đồng bộ vì lợi ích chung của địa phương và cộng đồng xã hội. Tinh thần chung là xác định vùng cấm nuôi chim yến, hạn chế nuôi chim yến để thông báo rộng rãi cho người dân biết và quản lý chặt chẽ. Ngoài vùng này thì tạo điều kiện để xác định các hộ gia đình, doanh nghiệp chăn nuôi chim yến. Tuyên truyền phổ biến cái nghị định thư về xuất khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc đến các cơ sở nuôi yến, sơ chế và chế biến sản phẩm từ chim yến có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời có kế hoạch để hỗ trợ người nuôi yến thực hiện các tiêu chuẩn thủ tục một cách đầy đủ, thuận lợi và tập trung. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các cơ sở chuẩn bị điều kiện về nuôi nhà yến, chế biến phù hợp với yêu cầu thị trường xuất khẩu và phối hợp với các cơ quan trung ương sớm ban hành hướng dẫn đăng ký và cấp mã số nhà yến, xây dựng hệ thống quản lý thông tin cơ sở dữ liệu nuôi chim yến tại địa phương để phục vụ truy xuất nguồn gốc, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tổ yến, khuyến khích thành lập hiệp lạch lập hội nuôi yến tham gia vào hiệp hội yến sào, tham gia vào sản phẩm ô cốp, nghiên cứu các giải pháp và cơ chế chính sách, đặc biệt là các giải pháp về xây dựng và quảng bá thương hiệu yến sản phẩm từ yến trên địa bàn tỉnh thành sản phẩm có thế mạnh, có tính cạnh tranh cao về chất lượng, uy tín, giải pháp về khoa học công nghệ liên quan tới phòng trừ dịch bệnh, công nghệ bảo quản và chế biến các sản phẩm sau thu hoạch từ yến tổ yến, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh với thị trường quốc tế. Trước mắt là giải pháp đảm bảo nhà yến khi có tại các khu dân cư thực hiện đúng quy định và đảm bảo các yêu cầu về môi trường dịch bệnh. Thường trực Hội đồng tỉnh đề nghị Ủy ban tỉnh và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt các vấn đề trên, đồng thời đề nghị các ban Hội đồng nhân tỉnh, các đại biểu Hội đồng tỉnh tiếp tục theo dõi giám sát. Thường trực Hội đồng tỉnh ghi nhận các kiến nghị của các sở ngành địa phương để có tham khảo vận dụng khi đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức năng và đưa vào các cái nghị quyết của đồng dân cho phù hợp. Qua đây, Thường trực Hội đồng tỉnh trân trọng cảm ơn quý cử tri nhân dân trong tỉnh thời gian qua đã có nhiều ý kiến kiến nghị phản ánh đến cơ quan dân cử. Mong rằng quý cử tri nhân dân tỉnh nhà tiếp tục đồng hành ủng hộ các chủ trương chung của tỉnh, tiếp tục có những ý kiến đóng góp và các kiến nghị xác đáng để cơ quan chức năng tiếp thu giải quyết thỏa đáng, đáp ứng sự mong đợi và niềm tin yêu của cô bác cử tri, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kính chúc quý vị đại biểu, cử tri và nhân dân tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đến đây phiên họp giải trình lần thứ tư của Thường trực Hội đồng tỉnh kết thúc. Xin trân trọng kính chào. Quý vị vừa theo dõi nội dung trao đổi giải trình về những giải pháp phát triển bền vững việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới và cũng là nội dung còn lại của phiên giải trình lần thứ tư do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức vừa qua với chủ đề giải pháp phát triển nhà yến trên địa bàn tỉnh Long An. Trân trọng kính chào.